để chuẩn bị cho một mùa xuân Nhâm Dần đầy ấm áp và ý nghĩa, thì giáo xứ Cao Xá chúng con hàng năm có một món quà gửi đến các gia đình trong giáo xứ, và món quà đó là những chiếc bánh chưng do chính tay các nghệ nhân trong và ngoài giáo xứ gói để gửi tặng các gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán. Món quà tuy nhỏ nhưng gói trọn cả tâm tình cũng như những lời chúc tốt đẹp nhất để gửi tặng cho các gia đình. Và sau lưng con đây là công tác chuẩn bị đầu tiên cho hơn 1.000 chiếc bánh chưng sắp ra lò. Năm nay giáo xứ của chúng ta dự định gói bao nhiêu cái bánh rồi cô? Kìa, cô này trả lời đi. Giáo xứ năm nay gói trên 1.500, 1.500 bánh. Để chuẩn bị cho cái việc gói 1.500 cái bánh thì chúng ta cần bao nhiêu cái lá nè cô? Thấy ở đây rất là nhiều à. 10.000 chiếc lá. 10.000 trên dưới 10.000. Thường thường một cái bảng thì thường thường mới được mấy cái lá này. Phải gói mấy cái lá? 4 lá chân, 4 lá ba, 4 lá gốc là 8 lá. 8 lá. Một cái bảng của giáo xứ mình thường thường gói thì nó khoảng bao nhiêu ký cô? 1 ký rưỡi. Ồ. Dạ, cảm ơn cô ạ. Ký rưỡi là ấy, còn những người mà gói chặt tay là ký 7 gói. Dạ. Cảm ơn cô ạ. Thank you.